ngày một đêm, xem sớm nhất vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Dù là ngày buồn hay buồn, ngày nắng nói hay mưa rồng, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Ủa em đội nào vậy mày Phán? Không. Ủa em đội nào vậy? Em đợi bên đây mà. Ủa em có muốn đi du học? Trời ơi. Kính chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Farm May thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Yeah. Cái giờ này ở đây là một cái giờ để người ta chuyên bắt săn bắt con gì? Mấy bạn đoán là con gì? Một là con ba khía hay là con cua? Đúng rồi, ba khía với cua là giờ này là đi ra kiếm ăn, và giờ này cũng là cái giờ mà người ta soi, người ta bắt rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ chơi một cái game liên quan tới cua, nhưng mà các bạn sẽ là những con cua. Cua thì nhớ nào các bạn? Có cua bị ngang. Game của chúng ta có tên gọi là ngang như cua. Luật chơi như sau: lần lượt từng người sẽ đi ngang trên cây cầu và chen các thành viên còn lại, cho đến khi người ngoài cùng trở thành người trong cùng. Sau hai lượt đi như vậy, bốn người sẽ khoác tay nhau và đi ngang trở về lại vị trí ban đầu. Đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn sẽ chiến thắng. Bây giờ đội nào chơi trước, đội chơi sau? Dạ mình xù xì đi. Em ra cái gì? Em ra cái búa. Rồi, 1, 2, 3. Chết. Anh hay không hiểu? Hay quá trời. Hay quá, đợi lên cái hiểu. Chán. Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng. Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng. Rồi các bạn lưu ý nha, trò chơi này sẽ quyết định coi là tối nay ai ăn ngon và ai nhịn đói. Yeah. Trời ơi, miếng cơm ăn cá. Ủa chứ là hồi sáng giờ quá trình là mình không tính luôn hả? Không tính. Khúc nào tính khúc đó thôi. Dù nghĩa. Dù nghĩa. Chứ có kết quả gì vậy? Chứ cần cho làm gì? Đúng rồi. Thời gian dành cho đội học vấn. 3, 2, 1, bắt đầu. Mẹ đi. Đúng rồi. Dạ nhìn quá đi, em đang vô thế rồi. Đừng có tạo ra tiếng động. Không phải, thông cảm. Người mẹ dày quá. Lên. Đi sao nữa, chuối là văng xuống luôn á. Đội nào chuối, đường nào. Hồi nãy đi, hồi nãy nó được không? Vịn giữ nhau được không? Giữ cũng té nữa tôi thiệt. Ôi trời. Lo nhất hiểu. Ê cái game này sao giống đi ăn trộm vuông tôi. Sao giống đi ăn trộm vuông tôi. Không sao, từ từ hiểu. Từng người một. Từng người một. Cái này cảm giác đi sao đẹp hơn anh ơi. Qua rồi nha, từng người một, cứ từng người một thôi. Đổi gì đổi nha. Mình không cần phải gấp cái nha, được không? Dịnh thoải mái, dịnh thoải mái. Rồi. Cái bụng mẹ bự. Thôi, chúng ta phát lên đây rồi. Đúng rồi. Đó. Cái cầu này ok mà. Thôi. Từ từ. Hai cái đứa này. Em đi trước đi. Đoạn này khó. Em đi trước đi. Rồi. Quỳ ơi, thẳng chân ra Quỳ. Rồi, hiểu thì hai luôn. Ai giữ Quỳ. Rồi, ok. Chú là sao?
Đi sau đi, trước dướng cái bụng rồi thôi đi. Con cua này gạch nhiều quá. Con cua này gạch nhiều quá. Ghê vậy. Trời ơi. Thời gian. Trời ơi, bây giờ ai từ từ, bây giờ cái chân dính thình rồi khó lắm. Công kền quá. Công kền. Trời ơi, chui qua đầu anh Giang luôn. Chui qua đầu đàn anh là coi như hết cả sự nghiệp. Lấy hình ảnh sống sau xô sống trước. Con cua gì mà đi bên cái càng vậy? Ủa, cái gì vậy? Cua này đi kỳ vậy? Là bò rồi, kỳ vậy? Ủa, đi ngang mà chị đi ngang gì kỳ vậy? Trời ơi, cơ hội kìa. Trời ơi. Ê, sao mà nó? Rồi. Rồi, đến rồi mẹ. Rồi. Cái gì vậy Quy? Đừng có cười. Cái này cười là không tập trung được đó. Rồi, bình tĩnh. Cho lại. Con bức trụ. Anh Quy ngồi xuống đi cho anh Giang bước qua. Trời ơi, vậy kỳ vậy, bước ngang mà. Nếu như tí nữa tụi em chơi vậy luôn á. Đúng rồi. Chứ chắc tụi em không chơi vậy lắm à. Thì cua là phải ngang mà, ngang như cua thôi. Đúng rồi. Ủa, kẹt rồi. Chơi dịnh nè, dịnh nè. Ê, dịnh nè. Ở bên đây ăn bài hả? Rồi, chủ phía trước. Anh làm phía trước hả? Hãy cứ sống thế đi. Ta cứ mãi ước mơ. Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em. Cầm tay nhau mãi bước đi. Sẽ cứ thế mỉm cười. Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ. Đó rồi, gieo mình luôn đi. Anh lùi lại đi. Anh lùi lại. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Đúng rồi, tôi đó mẹ. Cua này chân ngắn quá, bước đâu có qua được cái lưng của người ta. Để coi xíu mấy anh chơi làm sao. Ôi. Ok. Rồi, em qua đây mà mẹ già dẫn đầu nguyên đàn con về. Giờ mà cặp tay nhau về mới khó nè. Khúc này là không có gì khó được chứ. Để từ từ. Mẹ già là lanh chanh lắm. Mẹ ơi, nhanh quá. Nhanh quá, tốc độ cao vậy. Rồi, thành công. Yeah. Cẩn thận nha không? Cái này mà nó đang ok đó, té này là nhiễm trùng là mai là tháo luôn cái môi dưới ra đó. Trời đất ơi. Anh không nói em mới không lo á. Này sao lại bỏ rơi nó nữa? Quên. Chứ người này em nhỏ không thấy em thì sao á. Cái ăn còng này. Khách mời vô phụ ai mà ngờ khách mời vô gánh nặng. Bây giờ là thời gian dành cho đội đất mũi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái môi sức mà kinh lô đi trước. Cái gì đó cũng vậy à, bệnh chỉ thương ai trước? Anh đi. Đáng lẽ là người ta tự tin lắm, mở miệng anh á. Trời ơi. Anh đi, anh mới lùi anh sao xíu. Ủa sao mà lùi vậy nữa? Đi qua đi. Từ từ. Lùn cuối đi. Lùn cuối đi.
Ê Tân, anh đừng có đụng em. Sao vậy? Tự em đi đi, đừng có đụng gì nhau hết á. Nè em vô khe nè. Giữ anh. Vô nha, giữ nha. Phụ phụ anh em ơi. Nhẹ nha. Nãy nói dữ lắm mà. Dễ mà. Nãy nói dữ lắm mà. Từ từ. Không tiểu phẩm. Không tiểu phẩm. Bình tĩnh. Không tiểu phẩm. Bình tĩnh, không có tiểu phẩm gì đó. Im lặng. Không ha. Trời ơi. Em sợ cái cậu này. Anh bình tĩnh nè. Anh qua nè. Anh. Rồi nè. Bình tĩnh. Dùng thân thủ nè. Từ từ. Anh phải dĩnh lên. Em mà chung ra sao? Có gì đâu. Nó giữ anh nè. Wow. Ủa sao có con giả trang đây vậy? Không có nha, không phải là lộn tụi tôi. Bác ơi, ơi, em khỏe không? Trời luôn, chấm luôn, chơi luôn em, kệ đi em ơi. Ngồi xuống. Em là chiến thuật ngồi. Ok. Đó. Sao mà nó quá chơi lên đầu trên cổ, đàn anh là cái con cua này đó. Ủa sao nó lúc lắc vậy? Ê, anh né gần cái. Chỗ này không có đủ chỗ để nó một chút xíu, chạy chạy chạy. Chỗ để nó một chút xíu, chạy chạy chạy. Hồn hơn chờ Cà Mau luôn á. Em ơi. Ơi. Trời ơi, em ơi. Cái bầu lưng anh bự quá, bước qua không vừa. Em ơi. Anh ơi. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Lên đây diễn nè, lên đây rồi mới diễn được. Diễn gì chỗ này nữa? Ở vậy à? Rồi sao lên? Đi qua bên đây cứu. Cái con này thiệt luôn á. Đi qua đây nè. Bởi biết nấu lẩu rồi rồi. Con này vô dụng ghê. Cái dai. Trời ơi, cái dai nữa. Cái dai nữa. Đã là cua mà đặt hở dai nữa. Em xuống dưới em đội lên. Mai mốt ta yếu quá, ba nghĩ mới lội khỏi vàng cáp đi bớt phiền phải lại. Bây giờ sao lên nè. Ủa hồi nãy chê không cho chơi kiểu này mà. Cuối cùng cũng phải chơi thôi. Trời ơi. Nhịp nhàng đồ vô. Thì cũng ném một lần ném bọc. Qua lẹ đi. Qua đi. Lẹ đi bớt nói lại. Thấy anh đó. Đi lên. Ủa đi. Hay á. Cảm giác chân chu nha. Em ơi, bớt nhũng lại. Đau, đau quá. Bớt nhũng lại. Em bị sản ra như vậy. Thấy không? Anh thấy cái lưng anh bự không? Ừ, cái lưng bự quá. Bước qua là cắn liền luôn á. Ê, anh dở cái càng tôi luôn. Trời ơi. Rồi, khúc này dễ rồi. Yeah. Giống chiều nãy, anh nhớ không? Không, anh, vậy anh em, đứng... em buông đây, em im lặng. Ừ. Nè, nó là đơn giản đúng không? Quay qua. Đúng rồi. Ok, yeah. Quay qua. Ok, yeah. Thấy chưa? Sao anh xách cái em lên? Rồi qua luôn. Ê, lặp dễ nha, anh em mình làm chiếu được á. Đúng rồi. Hả? Sáng ghê đó. Có nhanh nhẹn chứ có cái gì đâu mà rồi. Con cái gì? Con nô tì. Ta đã học ngu rồi. Rồi, thế em. Anh. Hả? Anh đổ người vào chút xíu. Đây. Đó. Vô ga đó. Đó, ờ đúng rồi. Đó. Ê trơn nha. Rồi ba cái quỷ này ở dưới quê nè. Đó nè, nhẹ nhàng nè. Sao trơn vậy? Đó, nhẹ nhàng. Ủa, đứng gì mà lấn chiếm lòng đầy đường vậy? Không được, đi đường sau đi. Được, nè đen lên chưa, nhẹ thôi. Nè, im lặng, thả trôi thôi. Nè, im lặng, thả trôi thôi. Thả trôi à? Thì phải không, nhẹ nhàng không? Hay quá vậy trời. Đơn giản thôi. Chúng tôi có một cua lực sĩ. Đúng rồi. Rồi sao vậy, muốn đi lòng lọt khe hay là anh qua đầu tôi? Em chuyển phát nhanh cho anh đi. Ok, là bứng ép đúng không? Nổi không? À, thấy không? Qua nè, 1, 2, 3, tà 4, 2, 3, tà 4. Ok, vô hồng rồi. Rồi. Sao nè, nhẹ nhàng thôi. Im lặng nè.
Nè, nhẹ nhàng thôi. Thả cái đầu ra. Em ơi. Ok, ổn. Ok, rồi vậy nè. Rồi đi về. Chiều nay em nuôi con cá về cho má nấu canh chùa. Ôi con cua, đừng la lớn nó chui xuống hạt. Ủa? Lên liền. Cố lên. Tao. Rồi. Được. Lẹ lắm ơi. Nhanh lên. Sai vị trí rồi kìa. Sai vị trí. Giờ về đây. Trời ơi. Mới cứu lên mà. Sao không lên được? Lâm ơi, yếu yếu á, ở nhà nghỉ cho rồi. Để cho nó kẻ nó lên. Nãy giờ anh té 4 lần rồi đó. Ủa sao cái thế kỳ vậy? Đội cái đầu giống giả lên. Đội lên, đội sớ lên anh ơi. Cán đi, còn xíu nữa về tới nơi rồi. Ủa còn gì vậy? Cua ngâm tương hay gì? Chú không? Chú đây em đi câu cá, về cho má nấu canh chùa. Chú đây em đi câu cá, về cho má nấu canh chùa. Ok con cua. Đừng la lớn nó chui xuống hạt. Xong. Hai đội có kết quả như sau. Một đội là 9 phút 59 giây và một đội là 11 phút 18 giây. Vậy đội nào là đội thắng ạ? Đội nào nhiều tiếng cười hơn là đội đó thắng. Đội thắng là đội. Đội thắng là đội học vấn. Ủa trời ơi, chết tôi rồi. Quá đơn giản. Thua rồi. Tuy là đội của tụi em thua nhưng mà tụi em chơi vì cộng đồng. Đúng. Vì khán giả. Đúng. Mang đến giải trí và giá trị tiếng cười. Đúng, tiếng cười, cười nữa nè. Đó, cười nè. Đó, cười nè. Nè, cười. Yeah. Và đây là chương trình Hai ngày một đêm tự do, tự do. Yeah. Trời ơi, nãy giờ làm chung với em mà không biết em tên gì. Em tên Thấm. Anh tên Lúi. Ôi, hai đứa mày ghép lại là Thấm Lúi là. Ui. Có cách nào để cho chúng mình thơm hơn không anh? Wow, thấy rồi kìa. Dâu dâu rồi. Gọi dưỡng 3 trong 1. Wow. Gọi đầu. Gọi cái đầu chua lẹ. Gọi cái đầu cho thật. Gọi cái đầu cay xè. Wow. Wow, tự nhiên tắm ít quen xong người em như là một con người khác vậy. Wow, thơm quá. Đúng là ít men, nhanh, sạch, thơm, chỉ cần một lần bơm sạch từ trên xuống dưới. Dầu gội ít men, ông tắm bà khen. Khen thơm. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Chiên su sa tế tôm thơm cay bùng vị. Quá trời ngon quá ha.
Ủa anh lộn chỗ rồi. Đây đâu có chỗ. Đây có, đâu. Có. Cái bàn đó. Cái bàn. Tự chồng lại. Bên kia. Nếu tự chồng tôi đã không tham gia chương trình này. Sao sao mà mình cứ ngồi nghe cái dãy mà không có gì hết trơn vậy? Mình có tiếng cừ em à. Tiếng cừ không? Tiếng cừ. Cừ chắc không? Cừ chắc. Ghê cừ được rồi. Cái khúc mà làm cừ mà đâu có nghĩ đến khúc này đâu. À, thôi kệ. Oh wow. Trời ơi lẩu. Bây giờ tôi đố Kiều Tướng nói đúng cái tên tôi tặng con liền. Chèm chép. Chèm chép. Hả? Con vừa cuôi, ốc vừa cuôi. Ốc vừa cuôi. Cùng nói con gì anh không biết. À, ốc ở trên chỗ anh bán gọi là ốc bóng tay đực. Tay chúa cũng được. Dạ. Nè anh em thử coi. Cái gì? Thử đi, anh Tuấn dân biển mà để anh thử đi. Được không? Ngon anh Tuấn? Thử miếng Tuấn ơi. Sao? Thiểu cay. Thử miếng được không? Lấy cái đũa quậy lên Tuấn ơi. Cái này là phải được ăn nè. Trời ơi nữa. Vừa phải thôi. Rồi ok. Ôi đó rồi. Quá trời. Mình đổi. Tôi ngất trên xu cho mình ăn cho đỡ đói được không? Hả? Trời ơi, tôi ngon quá. Bật vô đi anh. Ok, ra đi. Em phụ. Nè, công của anh đó. Cà chua. Nữa. Ủa, muốn ăn mấy món kia đi. Tại thấy đó, ngon quá. Nó ngon hiếu. Là giao lưu gì manh miếng ốc là xào rau muống, hiểu không? Dạ. Trời ơi, nó còn sống nè. Nó nhảy vụ ở kia. Đâu, bên đây mới sống nè. Ê, trời ơi, nó nhảy quá. Mắc cười quá trời, mắc cười quá trời. Thôi kệ, mình có đồ ăn. Thấy tao đang dạo này duyên dáng nó làm tới. Mời em. Trời ơi. Ngon rồi. Trời ơi, nó thơm. Ôi. Nè. Nói thử cho chú Sáu nè, chú Sáu nêm nếm ngon quá. Ôi. Ồ. Nó có bị khói nha. Khói không? Ngon nha. Trời ơi. Sao vậy anh? Trời ơi. Sao vậy anh? Ngon quá. Ngon xỉu luôn á. Ngon xỉu luôn á. Bây giờ nè, Hiếu ăn cái món cái này đi. Hiếu ăn em? Con này đi, ăn đi, ăn Hiếu đi, ăn đi. Vớt vớt ra. Ê ê ê, ngon không, ngon không? Đi về chỗ đi. Ê ê ê, ngon không, ngon không? Đi về chỗ đi. Không, đang qua đây hỏi giao lưu thôi. Ngon không? Ngon, em ăn một con rồi nè, em ăn một cái giỏ rồi. Ờ gì hả, cho xin hai giỏ. Hả? Hả? Trời ơi, lấy giỏi vậy? Về còn làm trang sức chi? Không phải đâu, liếm được chút xíu nào, ai biết mấy đúng không? Đây. Trời ơi, khổ chưa? Hiểu, hiểu ăn ốc, bắt đầu ăn đồ giỏ. Đúng rồi, thôi kệ đi. Chú, nếu mà ngắm bắt tôi đồ giỏ tôi không chịu nữa. Không có ở một nơi nào mà cá thu lòi to bằng Cà Mau. Nhìn nó như ăn là ăn cá trê vậy. Thử đi. Chắc lắm. Sao cái răng nó dữ thần vậy ta? Mình không làm răng cho nó hả? Ở trong hiêm lem hả? Không, ý là mình làm cá mình phải cắt cái răng nó ra nhìn cho đỡ sợ đúng không? À. Ý là làm con cá nào mà mình ăn nó mà nó cười mình không cười. Nó đang ăn thì nó cười. Trời ơi, sao giống hàm răng của anh dữ vậy anh Lâm? Giống hơn. Giống á, yeah. Ăn luôn. Vậy thôi đừng ăn cá, ăn anh đi. Cho miếng cơ sốt được không? Miếng cơ lèo được không? Anh ơi, cho em miếng nước lèo đi. Hồi nãy là đúng là nhờ chú Sáu nha. Khẩu vị tốt nha. Đem miếng vô mà là cái tương sa tế nó thơm ha, nó thơm á. Anh đem sa tế tôm mà đem ngon. Tụi em xin phép được tặng anh một con tôm. Trời ơi. Trời ơi. Ngon quá. Ê, bây giờ mình có nước rồi mà nó có cái bỏ khăn giấy vô. Lần đầu tiên
miếng canh dây cò trong cài lâu. Cài lâu. Cái gì cái lâu? Cái lẩu à. Một leo. Một leo hai ba. Lần đầu tiên miếng canh dây có trong được leo. Lần đầu dành cho tụi em chơi game để mà miếng quăng ra rớt văng tùm lum. Miếng quăng ra rớt văng tùm lum. Cho tụi em ăn chơi game đi ăn dứ. Bây giờ đội đất mũi các bạn có 4 người đúng không? Dạ. Nếu như các bạn đồng ý chơi game hết thì có 2 người trong số đó có khả năng được ăn. 2 người không? Cũng gia đình được. Mình tương tàn hả? Cũng được, không sao đâu. Chào chị ơi, chào chị đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Rồi, xin mời đem cái chiếu ra đi ạ. Trời ơi, đắp chiếu luôn. Bây giờ tôi mời các bạn chia ra 2 cặp đấu. Chúng ta sẽ chơi là đấu tráng với nhau. Có 2 cái vạch mứt ở đây đúng không? Mình sẽ quỳ gối, dùng cái đầu này đẩy cái đầu kia mà qua khỏi cái vạch mứt là thua. Dùng cái đầu này đậu đẩy cái đầu kia. Dùng cái đầu này đậu đẩy cái đầu kia. Đầu á, cái đầu trên trán. À cái đầu này, ok. Ok. Rồi, em với Lâm chơi. Rồi, xin mời hai bạn ra. Ok, chơi hết mình nha. Chơi hết mình. Chơi. Đâu có đang chịu đẩy nha. Đẩy dằn xuống nước luôn. Lễ hội đấu bò. Chuẩn bị nha. 1 2 3 Phước. Chơi. Cổ lên. Cổ lên. Cổ lên. Cổ lên. Cổ lên. Đẩy đi, đẩy đi. Trời ơi, trời ơi. Sao mà cứ lại nhau vậy? Đẩy đi, đẩy đi. Sao kia đâu? Bên rồi, nóng bên rồi. Ây da. Này giống như giọng đầu á, chứ đâu có đấu đầu đâu. Đẩy đi, đẩy về phía trước đi. Đẩy cụt, đẩy cụt. Đúng rồi, đúng rồi. Khoan, dừng lại, phản lực. Đẩy cụt, đúng rồi. Đúng rồi. Khoan, dừng lại, phản lực. Trời ơi, quá trời rồi. Anh đang ghen hả? Sao vậy? Tôi bị liêu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao mà anh muốn vậy á? Sao anh chơi bằng vậy á? Ban đầu hả? Anh nói hả? Ê, Lâm là cô cúi đầu xuống cho mắc cười. Tôi diễn cúi đầu xuống, anh ẹt đầu tôi luôn. Em không biết đâu, miếng hề vậy là vừa đủ rồi. Cái miếng hề gì mà cúi đầu cúi đầu vậy? Cái miếng hề gì mà cúi đầu vậy? Làm lại. Lưu ý, anh ủi đúng vào vị trí cần ủi nha. Chuẩn bị nha. 1 2 3 Cố lên. Anh sợ anh cứ vậy hoài. Cố lên. Anh nắm tay tôi hoài đi. Cố lên. Rồi. Anh sợ anh cứ vậy hoài. Anh nắm tay tôi hoài đi. Cố lên. Rồi. Giả chàng, giả chàng. Thôi nhỏ vậy sao? Tùng chen, tùng chen. Anh Tuấn là anh chơi em cái kiểu liều mạng á. Trời ơi, anh rước đèn phá cổ luôn rồi. Lâm thua. Nhìn miếng ăn mà từ con người biến thành con bò. Trời ơi, Lộc sao chịu nổi tôi. Ngày xưa có 2 chú dê đi qua cầu, dê trắng và dê đen, không chú nào nhường nhịn chú nào cả. Thay vì yêu thương đoàn kết, nhưng chú dê trắng bắt đầu. Ủa, chưa xong câu chuyện. Chú dê trắng đi lang thang bước qua cây cầu. Sao vậy? Cầu này của tôi. Sao dê mà khoái thoại ha. Ở đây ta đang dẫn chuyện mà sao dê mà khoái thoại quá. Bé đó bên đây người ta giữ sức cho. Đầu cầu bên kia có một chú dê đen. Thoại ra. Tại sao mày qua lãnh thổ của tao? Bè.
Cuối cùng hai chú dê hẹn nhau tỉ thí ở giữa chân cầu. Đúng rồi. Đầu cầu bên đây thi đấu với đầu cầu bên kia. Ai thắng sẽ được nhào vô ăn cái lẩu của mẹ nấu. Lẩu dê nha. Lẩu dê. Dê trắng và dê đen không vừa nhịn nhau. Lẩu dê. Lẩu la quá. Dê đen lẩu dê. 3, 2, 1. Dê bè. Dê đen thổi răng. Hai chú dê là báo thủ. Hai chú dê là báo thủ. Kiểm tra giấy tờ. Giấy tờ dê đâu? Tôi mời chú dê này thổi vô đây. Thổi à? À, nồng độ dê trên thổi. Ok, nồng độ dê. Đây là nồng độ là đượm vị cay và bùng vị ngon. Đây là nồng độ là đượm vị cay và bùng vị ngon. Ok đó. Thua rồi. Tội quá cho ăn miếng. Thôi hả? 50. Ủa? Búp bê không phải mua vé chứ. Được 50. Ừ. Tôi sẽ gửi bà gửi đi, tôi sẽ gửi hôm sau. Ok. Rồi. Rồi, cảm ơn. Ơi, cái áo lông tanh nó cực lực cực sực quá ha. Nó giò ha. Chắc như thịt gà luôn á. Gà đi. Giống thịt gà. Cái diện như thịt gà quá. Khổ quá. Diện cũng giống thịt gà hết á. Sao tự nhiên cảm giác con ốc này nó lạc quá. Còn nước mắm kìa. Có tới 3 loại nước chấm ở trên đây. Wow. Có tới 3 loại nước chấm ở trên đây thì mình nên chọn loại nước nào hả? Nước mắm đi. Là cái này. Xin chào mọi người. Đây là nước mắm Chinh Su cá cơm biển Đông. Wow, đi đâu đi đâu đi đâu. Đúng rồi, bán tại thị trường Việt Nam và cả Nhật Bản luôn. Wow. Uy tín, uy tín, uy tín. 3 chén bột chét. Wow. Đường vị. Ồ, có cái chén chấm hải sản vậy. Rồi. Thiên nhiên mà. Thiên nhiên quá ha. Hay ghê. Một giọt là 1,300 con cá cơm đó. Rồi. Trời ơi, cái mùi nước mắm nó thơm vậy. Thơm hả? Ăn thử coi. Thấy chưa? Sao cảm giác sao? Trời ơi, nghe giống như là nước mắm mà vừa Việt Nam mà vừa Nhật nữa. Ngon. Rồi, nói tiếng Nhật coi. Ở bên này thì mới có liền đâu. Hay thiệt. Hay thiệt. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nước mắm gì mà ngon quá trời ngon. Nước mắm mình ngon trời đất. Đâu chấm cho tôi thử miếng coi. Coi. Xong hành nha. Nhìn ra cái nét Nhật Bản liền luôn á. Hỏi gì? Trời ơi, Nhật Bản nè. Ngon. Ngon. Có bán thị trường Việt mà nói tiếng Việt thôi chứ. Người Nhật người Việt thôi. Đó, nãy giờ ăn có con cua. Đó, ngồi đó, ngồi trơ, trây hoài á. Đang ăn chậm mà cái mỏ còn vậy nữa thì chậm gấp đôi. Trời ơi. Trời ơi. Sao giống mình thắng vậy ta? Nó nhìn miệng. Ăn bụng nữa không? Trong bên thua nước, có nước. Thử thách gì không nè? Đổi rồi hả? Nói chung ở miền nào cũng có cái hay và cũng sẽ phù hợp với một khẩu vị. Số người. Đúng rồi. Khẩu vị. Tại vì Huy cũng là người không thích một vài loại mắm. Ví dụ như mắm tôm. Không, đúng rồi, một loại mắm nào khoan được thôi. Còn tất cả mọi loại mắm lại muốn hết á. Mắm ruột ăn được không? Chưa biết, chưa ăn bao giờ. Mắm sò ăn được không? Sò chưa biết luôn. Nhiều loại mắm quá à. Phát thích nhất là ăn món gì Phát? Em là thích là tính ngưỡng các loại mắm. Thiệt. Anh Rít biết rồi. Miền nào cũng vậy. Có đợt anh Rít hay gửi cho em mắm cà ở quê ảnh á. Mà thấy ăn nhiều quá không gọi lại gì á nên em cũng bớt gửi lại. Một chiều hả? Đường một chiều hả? Đúng rồi, đường một chiều. Kiên Giang này có một loại mắm rất là ngon, Hà Tiên. Dạ. Mắm nhà xỉu á. Ngon. Ngon, mắm nó, cái mắm nó ngon. Ồ, anh biết hết màu là mắm luôn ha. Còn sao lại người ta gọi là mắm vô mà. Ở câu đó người ta gọi vậy. Hồi xưa ở dưới quê hay gọi mắm vô là mấy báo á. Tên địa phương á mà. Lại từ đó có tên địa phương nhắc lên Lâm có cái từ điểm mà xưa hay nói đó. Giang Cu Lừ. Có gia đình Lâm xài chứ ai xài. Có, dưới quê em. Mà cái ý nghĩa đó là cái gì? Là dùng hết sức á, Giang Cu Lừ nè. Giang Cu Lừ.
Danh cũng lường. Đúng không? Chứ mà mày cái câu tào lao sao em nhớ tới giờ, em có nói hoài. Anh ở Long Thành luôn nè mà. Lúc còn nhỏ anh nghe ai nói tào lao chứ. Rồi nha, bà cao đem bài nhạc Giang Cu Lừ. Bà cao đem bài nhạc Giang Cu Lừ. Sao Giang Cu Lừ quá. Sao Giang Cu Lừ quá. Đúng là Giang Cu Lừ. Men Clean and Fresh nay có thêm tắm gội 3-trong-1 sạch gầu mới. Trời ơi, em màu sắc quá. Cái mền gì già dữ vậy? Hay là chỗ ngủ mình mà không biết? Trời ơi, có cái chuông là tối là bị trúng gió là bấm chuông, cái là người cứu. Ở đây chúng ta sẽ có một trò chơi để giành được chỗ ngủ tốt cho tối nay. Trò chơi có tên là vòng xoáy mền bông. Vòng xoáy mền bông. Luật chơi như sau: mỗi thành viên trong đội sẽ bắt cặp với thành viên của đội kia, cả hai sẽ cùng quấn mền, cuốn cả tay và chân, sau đó di chuyển lăn tròn về phía vạch đích. Trên đường di chuyển sẽ có 3 chiếc chuông, thành viên đội nào nhấn được nhiều chuông hơn thì sẽ thắng lượt đấu đó. Có tất cả 4 lượt. Bây giờ mời các bạn bắt cặp thi đấu. Dạ, Hiếu, Hiếu lắm thì nó cũng đang cần em cho nên em chọn Hiếu. Hiếu, Hiếu và Lâm. Quan trọng là Hiếu chịu hay không đã. Hiếu chịu không Hiếu? Lúc đầu em định không chịu rồi. Nhưng vì Hiếu lắm. Vì Hiếu lắm. Ủa, mặc đồ giống nhau quá vậy? Trời ơi, nói gì nữa. Một cặp mà anh. Nhường nhịn nhau nha. Ủa, chụp hình cưới hả? Đi cùng, đi cùng. Cho khách mời chọn trước. Lập kìa. Anh Giang đó. Giang đi. Là vừa, vừa sức nhất rồi. Anh Giang là vừa sức em nhất. Ông lăn qua cái lòi phèo em đó. Ai cũng giật nó chết. Ai cũng giật chết á. Thôi em chọn cái chết như thế nào thôi đúng không? Ban đầu là khách mời Lập em mừng dễ sợ. Mới trời ơi, nay hề là có đứa gánh phụ rồi mừng dễ sợ. Mà rốt cuộc từ sáng tới giờ game thể lực không? Thể lực. Mà nó nói chuyện cũng qua quá, nói chuyện không tròn dành rõ chữ. Cuối cùng miếng hề cũng không ăn mà giờ thể lực cũng không ăn. Ôi mà ăn lão dạng quá trời. Trong ra đây là có anh Giang, anh chơi nhiều khách mời nhất. Là nhẹ nhất. Ờ, mày chơi anh Giang đi. Ok. Con pha phát. Em hả? Chọn ai? Bên kia, bên kia. Cha con tôi nè. Anh Viết hay là anh Tuấn anh? À, Viết thì yếu lắm. Em chơi hết mình với Phát đó. Ờ, chơi hết mình không được. Chơi không? Chứ ai chơi nữa mình? Chứ ai chơi nữa mình? Nữa mình chơi sao? Vậy thì còn hai người còn lại là em với Quỳ. Sao? Ok. Rồi, chuẩn bị chưa? Dạ. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Đập mặt rồi. Còn đá mặt luôn vậy? Còn đá mặt luôn vậy? Anh không vô đá mặt rồi. Chưa cái đầu ra. Anh làm chứ. Anh làm chứ mặt bạo. Ghê quá. Anh làm. Anh làm chứ nhất quá. Lập làm thì đúng bài bản hơn. Xin vĩnh biệt hai cụ. Cái tay này. Hồi còn sinh thời anh thích live stream. Hồi còn sinh thời anh thích live stream. Rồi đấy, 2, 3, vô, vô. Vô, vô. Hiếu, Hiếu, chuông. Hiếu ơi, cẩn thận. Wow. Hay quá, Hiếu ơi. Ba, tiếp, 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 qua, qua. Tiếp luôn. Trời, sao mà yếu vậy anh Lâm ơi. Xíu nữa, xíu nữa. Gần được rồi, gần được rồi.
Trời ơi, không lắm nha. Ủa sao đi luôn vậy lắm. Hiểu mạnh ghê ta. Ừ, hiểu mạnh lắm. Hiểu mạnh á. Lo hết sức bền. Ra đây. Ra đây. Lúc này thì bạn là mạnh mạnh đó. Nãy thì yếu đuối yếu đuối. Em nhiêu ký? Em có 53 kg thôi. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Trời, rồi xong gãy rồi. Sao bắt lé luôn vậy? Chuẩn bị. 1 2 3. Đi. Rồi, gọi cuốn. Ủa, Lập đâu rồi? Lập ơi. Lập ơi. Ủa, một người hả? Chơi một người hả? Lập ơi. Đúng rồi em ơi. Trời ơi, ủa. Ai ai đúng rồi, 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 đúng lưỡi lè lưỡi ra. Cái lưỡi 29 của em đâu? Cái lưỡi 29 của em đâu? Cái lưỡi đâu? Cái lưỡi đâu? Hay ơi. Mẹ già yếu quá. Ơi. Chị nhớ Phương nè. Ơi. Chị nhớ Phương nè. Rồi nhà đít nha. Khi mà gần thua em kêu cái dai cái dai. Cái dai cái dai. Ôi! Đó! Dạ! Ôi! Đó! Dạ! Dạy quá! Cố lên bé ơi! Cố lên! Cố lên bác! Còn cái nữa thôi! Đúng rồi! 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 Ôi ơi! Đúng rồi đó. Đến đây, đến đây, hay quá. Bay rồi, hay bay rồi đó. Đến đây, đến đây. Đúng rồi. Hay quá vậy. Hay quá vậy. Nãy giờ tao khen mày quá trời. Tao khen mày quá trời. Trời ơi, chơi tập tạ. Chân chim, chân tạ. Yếu nhớt không? Trời ơi, còn một mình anh thôi đó. Một người thì không có tuổi. Người thì chỉ cho cố vô. Coi tôi nè. Nhìn như cardio tay như thế nào. Đổ chìa cho ba nha con ơi. Mời anh. Sáng vô, sáng vô. Nhau, sáng luôn rồi anh. Sáng nữa. Bên nhau vì hạnh phúc. Cái gì? Anh sao vậy? Thằng anh chơi em. Anh no. Này đây. Này đây đây. Ok nha. Trời ơi. Quý ơi, quý ơi, đúng rồi. Đúng rồi, Tuấn ơi, đúng rồi. Anh chỉ cần lắc qua thôi anh Tuấn. Rồi, bằng lại là đúng rồi. Quyết liệt, quyết liệt. Cái nữa là ăn anh Tuấn. Đúng rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Vậy mà để hai điều. Hai điều. Rồi bây giờ là quà rồi ha. Chúng ta sẽ chơi lượt thứ 5. Một đại diện thôi. Nếu mà anh muốn ngủ sướng đêm nay thì hãy chọn em.
Anh muốn trả thù không? Phải nói thật ra là Hiếu tuổi trẻ, tài cao, khỏe mạnh, có thể chơi double được không? Chơi ba. Được không? Hãy chơi ba tụi tôi đi. Được không? Ông ấy giờ chơi cuốn 6 người đúng không? Cuốn 6 người. Cuốn 6 người đi. Cuốn 6 người. Ok, vô. Vô. Ok. Thằng kẻ anh ta ăn. Bỏ một mít ra. Không ăn được. Rồi. Con vô, con vô, con vô. Vô. Rồi, tiếp. Trời ơi. Hai cục thôi. Hai cục. Có hai cục thôi. Có hai cục thôi. Trời, tự gỡ đi. Bẻ tiêu phù luôn. Nó gần xin là trời ơi. Gắn lên, gắn đi, gắn đi. Gắn, gắn đi. Ra cho bác sĩ ơi. Gắn đi. Trời ơi chị ơi, mới đẻ đừng có đi đứng. Nằm im đi chị. Con tôi đâu, con tôi đâu. Con trời ơi. Wow. Ồ, tham quan, tham quan, tham quan. Một phòng hai người. Hai người. Trời ơi. Bên nữa. Trời ơi, ê hề. Trời ơi. Ê hề nóng, ê hề nóng nha. Trời ơi, nóng nảy nha. Trời ơi, ê, nóng không, nóng không? Bí bí, trong đây bí, bí. Trong đó bí thôi. Vô thiệt. À. Vô thiệt. Vừa ngủ là vừa coi như là chà, thả trôi luôn. Thả trôi luôn. Bỏ vé ra ngoài đây trước khi vô nhà nha. Ê này giống như cái nhà chầu. Không giống cái sân khấu quá à. Không ơi, mở tuồng nào hát đi. Rồi chơi luôn. Chơi nha. Chơi luôn. Hiếu buồn thì ra đây ngủ chơi. Không em, em vui, em vui. Không em, em vui, em vui. Ok. À, con xin phép đặt ở giữa em Jenny của con nha. Ghê ghê ghê. Hôm nay đấu thua đi mẹ, nó được ngủ ngon nè. Nó xui từ cái trận Phú Yên rồi. Đó là do qua tay của ba đổi giận là đó. Hả? Ngoài như sân khấu á. Ờ, tiểu phẩm hoài hả? Đó. Vậy đó. Em ngủ với Hiếu thứ hai hả? Em muốn chọn kép nào? Kép già. Em chọn anh hay là Hiếu thứ hai? Quỳ à. Quỳ à. Đi thôi. Chết, ngủ khu này ồn lắm đó. Ngủ khu này ồn lắm đó. Chấp nhận hả? Chạy cái miếng lót ra đã. Dạ. Làm đi mấy đứa. Lấy ra đi. Năng động lên. Hai cái chập vô đúng không? Rồi hai cái chập vô luôn. Để anh ấy này cho. Cha cứ đứng đó. Đúng rồi. Cha cứ đứng đó cho con. Đúng rồi, hai nô tì này làm đi. Thua là tại hai người đó. Đó. Hay quá. Vậy thì anh sẽ cho bé danh đi của anh ngủ ở đây. Phụ kế anh. Chú ơi, bung xuống em ơi. À. Bung chứ. Ủa, chết một xương người luôn em. Đó. Trời ơi. Quá đã, té mùng vô em. Khu nhà em ngủ mệt, bây giờ ngủ mùng giờ chiếu. Hồi nhỏ em có ngủ thôi, chứ lớn lên em đâu ngủ đâu.
rồi. Ở đây có bạn nè. Được cái quạt không chạy luôn, ở tấm điện đâu chạy. Ngủ đi. Ok. Trời ơi mày. Rồi thôi ngủ rồi. Ôi trời ơi. Phê quá. Ngoài kia đang tập tuồng. Ờ. Bắp ơi. Hey. Đã ha. Bắp ơi bắp. Ờ. Trời ơi. Ngủ ơi. Em nghe. Ai vậy? Ai gọi em? Anh nè. Ủa sao vậy? Nói cái hội chợ ngoài kia tắt đèn đi ngủ được không? Để em gọi nha, em gọi xuống. Phạt 300 hả? Ờ bác hội chợ nghỉ ngơi đi. Thôi mà. Thôi mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị Sốn. Anh Giang làm gì? Trò. Anh Giang làm gì em? Sao em? Anh em nói đi, tụi anh làm chủ đúng cho em. Đúng không? Anh không làm gì hết em mới chán. Trời ơi. Cũng qua đi ngủ không? Ngủ đây không? Còn cái hầm dưới đây nè. Đúng rồi, chui xuống hầm. Thôi. Dù gì đó cũng là số phận đẩy đưa rồi. Thôi. Em chúc cả nhà thu cuộc mình ngủ ngon nha. Em. Em. Dạ. Đã bao lâu rồi em không đi bar? Tối nay em sẽ đi bar. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Ảnh ngái như tiếng nhạc sập sình sập sình. Bú chi na đùng na đùng na đùng. Ngái dữ lắm hả? Ngái dữ nha, ngái ba đời nha. Ba đời vậy luôn. Một ngái sao mà vậy? Trời anh khó ngủ quá. Có gì nữa? Ồn quá đóng cửa lại thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Ngủ ngon nha Jenny. Mình lúc mà mình chạy xe từ đây ngoài kia vô á, mình thấy có mấy cái kênh vậy nè, hai bên là cây 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 không? Đúng rồi. Hồi xưa ông ngoại em á là tối ban đêm đi canh vườn cho người ta. Đó, mà cứ hễ đi mà ngang con đường hay là vườn cây vườn gì? Trồng cây me. Vườn trồng cây khác nhưng mà riêng cái chỗ đó chỉ có một cây me to lắm. Thì mỗi lần bơi ngang cái chỗ đó ban đêm đi canh vườn nó sợ ăn trộm á là luôn bị chọi me xuống. Mà cứ tối nào cũng bị chọi xuống như vậy mà không bao giờ bắt được ăn trộm. Thì ông ngoại em mới coi người ta nói rằng là nó thật ra nó không phải là ăn trộm đâu mà là ma cây nó chọi á, mà là ma cây nó chọi á. Mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi, chặt cây me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu. Nguyên cây me máu không? Là máu me. Sợ quá. Cây me có máu là máu me. Ủa? Anh Sáu? Chồng đồng anh đâu rồi? Anh ngủ rồi tôi mới lén ra tiền. Anh ngáy chưa? Anh ngáy rồi. Tôi có bỏ cái gì thuốc mê. Đây, bây giờ đổi đi. Tém cái mùng ra để ta làm cho nó dễ không? Thì hồi nãy mà cực vậy. Tém cái mùng lên. Không, tí nữa mình vô ấy lại kiểu kia. Tém mùng lại. Ok rồi. Rồi nha. Ok. Rồi xem mình đi đâu ha. Bây giờ chúng tôi đi từ Cà Mau. Đi từ Cà Mau. Đúng. Đi chú đi đâu? Tôi đi lên thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Còn chú? Tôi về Ba Rịa bay ngay. Ông anh vô tính. Ông anh văn miếng cái tôi cười đẻ luôn á. Ủa? Chết rồi, chồng vậy rồi, chồng vậy rồi. Sao chồng vậy rồi? Chồng đi kiếm mà đi vô đi. Chồng kì la đó. Nè cái dây rúng con chị. Ê, nó chứ tối khỏi văn mùng được không? Nó nóng rồi. Kệ không sao đâu. Rồi, nó thiêu anh chết luôn á. Chị đâu chích rồi tính tiếp. Ở đây sao chơi trời thoáng mà. Mình vô mình đâu. Cướp mấy quạt. Em có quạt nè. Đây. Mọi người vô quạt ngủ đi. Vô. Đây có quạt. Để cho anh em về ngủ đi. Không. Đây qua kia ngủ đi. Trời nóng. Là đưa cái này lên. Ok. Mời ngủ đi. Chị nào nó bị ấy rồi, ấy xuống. Nó bị ấy rồi, ấy xuống. Thôi cứ ấy đi rồi, chừng nào bị ấy rồi ấy. Ok. Trời ơi, ngủ mà cảnh vật hữu tình quá nè, lấp lánh thấy không? Đây là chiếc xe giường nằm vậy chị. Chiếc xe giường nằm. Đúng thời gian. Giường nằm sao tài xế cũng nằm vậy? Tài xế phải ngồi chứ. Chỉ có khách hàng mới nằm thôi. Qua sao ngủ hả? Một ngồi á. Một ngồi đúng rồi à. Đâu? Thôi ấy gì đó. Anh dễ ngủ á, nằm cái ngủ liền rồi kìa. Vậy là ngồi sau đó. Trời ơi, chính là kiều bên tôi. Ngủ đi, mai đi học kìa mấy đứa. Ngủ đi. Ồ, goodbye. Chúc mọi người ngủ ngon. Đây là chương trình
hai ngày một đêm tự do tự lo. Leo 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 leo. Chào buổi sáng, đêm qua các bạn ngủ có ngon không? Không có gì mà gọi là cản trở được em với lại anh Huy chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc dù tụi em đóng đô ngay kế một cái hội chợ nên là cũng rất là tò mò những cái giấc ngủ của đội thua. Thì ngủ du thuyền nó không phải sướng chứ. Sướng như bị đầy. Tối nhức mình nhức mẩy. Dường như có một cái thế lực đen tối nào dưới nước đã thò bàn tay lên và sờ khắp châu thân em. Sờ khắp châu thân em. Anh được cái thân trâu với châu thân. Mà trộm vía sao là nghe nói Cà Mau là nhiều muỗi lắm mà. Đợt này hôm tối hôm qua ngủ là không có mùng luôn nha. Nhưng mà không có con muỗi nào cắn hết trơn. Thật ra chúng ta đang quay ở Cần Giờ. Dạ bối cảnh ơi. Cảnh Giang. Chưa hả? Rồi thôi. Mà tối qua như là chạy cưa là có giờ vô đây đúng không ta? Lâu lâu em nghe tiếng cưa gỗ á. Nó quá làm quá. Hay quá. Nếu mà ngủ ở ngoài thì em cũng mới từng ngủ như phát đây. Cũng có tham gia phim thì ngủ ngoài thôi. Nhưng mà cái cảm giác mà tham gia chương trình thực tế mà ngủ như vậy thì lần đầu tiên. Em xạo, em tham gia phim nào em ra ngoài, em bỏ nhà em đi. Sao? Là ý là hồi xưa là em mất bệnh với gia đình, cứ kể chuyện này hoài, ba má buồn mà cứ kể hoài. Em phải kể đi chứ. Em bỏ nhà em đi, em cầm cái xe đạp điện của em bỏ nhà em đi. Lúc đó là em nghe hoài cái bài của anh Ngô Quyền. Xe đạp bơi, giá bờ yêu. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn ngủ khách sạn thôi chứ không thể nào mà ngủ ở ngoài. Trời ơi, vậy được. Cho em bồng bột thôi, cái tuổi đó tuổi nổi loạn mà. Lúc đó em mấy tuổi? Lúc đó là em học lớp 9. Lớp 9 mà em bỏ nhà đi. Lúc đó là đang nhận bằng khen rồi. Bằng khen hả? Bằng khen bé ngoan. Học sinh tiên tiết. Đúng rồi. Biết Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Mát quá. Bộ rễ này là hùng vĩ luôn, bự ghê. Cái nước hả ta? Đấy, cái này nước thảo quá ha. Nó vậy nó mới giữ được đất với lại có hô hấp được em. Thử đi sao cây này nó mập không bao giờ mà ngơi nghĩ cái sự sinh sống của nó không? Sao vậy anh? Tại cái trái nó trên á, nó rụng xuống nó cắm thẳng đây là thành một cây mới luôn. Ồ. Ơi bạc khía nè. Mà thật con bạc khía nó ngọt hơn thịt cua nha. Đẹp quá luôn á, nói thiệt chấp luôn á, không phải là nói giỡn nha. Công nhận mình nhờ cái này mình mới đi nhiều cái nơi mà mình lạ hiểu ha. Cha mẹ tự hào cho mình lắm.
Wow, thích quá. Nhanh lên nào bà con ơi. Ôi trời ơi. Kéo quần cao lên. Trời ơi, giờ này quần cao lên, hồi tí nữa tan nát cái quần luôn. Thôi đỡ được nhiêu hay bấy nhiêu anh ơi. Buổi sáng nay chúng ta sẽ trải nghiệm một hoạt động mà người dân nơi đây hay làm, đó là săn bắt hải sản. Yeah. Ở Cà Mau có một đặc trưng là có rất nhiều bãi bồi do thiên nhiên ban tặng. Bùng sinh này là do một lớp phù sa lắng động trộn với các biển tạo thành bãi bồi. Và đây cũng là nơi có điều kiện thiên nhiên thích hợp cho các con nghêu, cá thòi lòi sinh sống. Hôm nay, các bạn sẽ trải nghiệm và thi đấu xem đội nào đánh bắt được thủy hải sản hiệu quả nhất. Mỗi đội sẽ cử ra 2 thành viên vào khu vực đánh bắt. 2 thành viên còn lại của mỗi đội có nhiệm vụ vận chuyển hải sản mà đồng đội bắt được bằng cách đi qua cầu lắc và bỏ vào giỏ của đội mình. Sau 10 phút, đội nào thu hoạch nhiều ký hơn sẽ chiến thắng. Đội chiến thắng trò chơi hỏi nhanh đáp nhanh hôm qua, các bạn sẽ có lợi thế được cộng thêm 100g mỗi loại. Ôi. À, dạ ai khỏe khỏe mới lên đó. Chia nhiệm vụ nha. Vậy vậy, đây. Bắt em đánh cái phần bắt là anh bắt. Thôi chương trình mình chơi đàng hoàng chứ không có mà đánh lộn giật lộn chứ không bao giờ mà báo lên bạo lực. Khi mà bị kẹp cổ thì câu thần chú lại gì? Tao hỏi đúng cầm, rồi, hỏi cái cầm, hỏi cái cầm. Đụng tới nít thì sao? Đau cái dây, đau cái dây. Đụng tới Kiều Minh Tấn sao? Gãy tay, gãy tay. Và bây giờ là thời gian bắt hải sản. 3, 2, 1. Bắt đầu. Bắt đi. Lẹ đi chị ơi. Bắt đi. Ai mà làm được nhiều thòi lòi được về thưởng cái yếm đào. Chạy ốp xuống, ốp xuống, ốp. Wow. Ê, dạ. Wow. Quê, đứng lại con ơi. Hey. Ba cha. Ôi trời ơi, ê, thôi lôi mày chạy. Góp lại. Đó. Đi, có, đem vào cho em đi. Lại đi. Lận con vậy thôi nè. Ủa sao đi giật kỳ vậy? Ủa tụi mới đi ở ngoài đằng xa chứ. Ai nói? Đi từ cái cầu chứ. Trời đất ơi. Đi từ cái cầu. Không có đi từ cái cầu gì hết. Đi phải đàng hoàng từ cái cầu đây chứ đi xin lỗi cái cầu. Đi lại đi. Rồi nè, đi lại nè. Trời ơi. Đâu? Có hồi lòi rồi nè. Đè lòi đây. Đổi xong đổi cái lỗ. Chị Tắm. Chị đây nè. Em đá chị là... Em lát về mẹ cho cái yếm đào. Nghe em chị nhìn. Lấy đi em. Trời ơi bà nội ơi. Bút tay mà tưởng cá thòi lòi. Anh Lâm. Người chị giải nắng dầm sương. Cái gì? Cái gì? Thả rồi lòi ra cho coi. Ủa Jennifer hả? Mang về luôn mà đưa Jennifer cho anh chạy lẹ lên. Anh nhiều vậy? Không được. Anh nhiều quá. Lâm ơi. Phong sinh hồi lòi đi. Trời ơi. Ây da. Lâm ơi. Lấy đi. Trời ơi. Sao ác với anh vậy? Nhảy tay. Nhảy tay. Hay quá. Nói nhảy tay cái xong luôn. Ủa. Bác ơi.
Phan ơi, ăn thiệt, ăn thiệt, ăn thiệt, thiệt trong đội tôi nhiều lắm á, mời chụp lại. Ủa? Nè, khúc này giành được nè. Tại vì nó còn máu. Bỏ vô lỗ là không ok. Thôi chương trình mình chơi đàng hoàng, không có mà đánh lộn giật lộn. Tôi không bao giờ mà thích cái bạo lực. Bạo lực, bạo lực. Bạo lực. Bạo lực. Trời ơi, sao vậy? Bạo lực. Bạo lực. Thôi có thể chết như cá của tôi hay không? Em giấu cái này ở đây nha, tại vì sợ bị lấy á. Rồi đây, đây, đây. Đâu, 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 gì? Đâu, còn gì nữa không? Nè em đi đi. Ủa, gì vậy? Cướp vậy? Ai làm gì đâu, cướp. Đi cho mẹ, lấy đây gặp. Ây da, còn hai đứa. Trời ơi, cướp con. Cướp con. Rồi, lấy đây. Anh đâu? Anh là cướp. Trả lại cho hai con. Trả lại cho hai con nha. À, em thấy anh lấy nhiều lắm. Trả lại cho hai con. Không. Anh Phan ơi, anh Phan ơi. Cái con. Ây da, ây da, chết rồi. Ây da. Ây da, ây da, chết rồi. Ây da. Ây da, ây da. Ây da, ây da, ây da. Có cá thòi lòi. Ai Lâm ơi, Lâm. Lâm ơi, ai Lâm ơi, Lâm. Lâm ơi, Lâm. Lâm. Lâm ơi, Lâm ơi. Lâm ơi, Lâm ơi. Mẹ ơi, mày cứu con. Hiếu ơi, em đây. Nè. Ê, ăn Giang kìa. Ăn Giang quá vậy. Nè, đưa qua đây. Đưa cái rổ cho. Đưa qua đây. Mang về. Cái rổ nè. Trên mang về đi. Ê. Lắp. Ê, thôi lôi. Bây giờ. Ê, thôi lôi. Bây giờ. Thôi lôi. Lớn lôi. Thôi lôi. Thôi lôi. Lớn lôi. Con luôn, hai con luôn. Anh chưa bắt được con nào mà. Cái gì vậy? Anh ra đi. Anh ăn giật hoài vậy. Hiếu ơi. Dạ. Hiếu gì? Hiếu gì? Hả? Ây da. Ây da. Lên đây, lên đây. Lên đây rồi, lên, lên. Lên đây. À, lên đây. Lên. Lên đây. Anh đang hồi lòi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Lít ra, lít ra, khó thở quá. Ây da. Anh điên cùng, điên cùng. Đúng không? Đúng không? Anh coi chừng anh mất lưỡng này đó. Cái gì? Mất giác nha. Ok, thả con này về biển. Thả con này về biển. Nói gì vậy? Thả con này về biển, ra đi lại thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quay, quay, quay. Quay, quay, đây, 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 đây. Đi ra. Nè, cái này ok nè. Hiếu. Ơi. Phải. Trời ơi. Trời ơi. Anh là Châu Hút hả bộ? Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm ơi.
Thôi lôi của ta. Trời ơi, giáp ơi, cứu em. Trời ơi, cứu em. Thả anh ra. Trời ơi, chết tôi rồi. Ê, có được con heo. Mất quá. Hiểu rồi, hiểu. Hiểu rồi. Hiểu à. Lên rồi. Lên rồi. Cái chân trọn dưới mà lên đâu. Nó lên đầu hết trơn á. Ở đó, đứng đây cho chui. Quát cho chưa. Quát cho chưa. Đem chiếc lợi phẩm về đi à, hết giờ. Ta có thể chia sẻ về cái chuyện trải nghiệm đánh bắt này như thế nào ạ? Tôi thì tôi thấy trong cái này mới thấy được cái sự gọi là ấy à, hiểu không? Sự ấy là sao anh? Sự ấy là sao anh? Em còn không biết. Em mười mấy thời loại đâu. Dạ, nó từ bên đây cái nó di chuyển qua mình. Ủa? Không có nha. Có. Bên đây làm ăn trong sạch nha. Dạ đúng rồi. Mềm quá trời. Mũi kìa có trong sạch không? Trời ơi, ai cũng vậy. Có trong sạch quá. Mà sao để một cái người mà có mét mét tư như vậy mà cướp được em hay vậy? Nè, đó nguyên con trong nước nè, giật em trời ơi. Tôi mà giật lộn được với chú là tôi bung cái càm tôi ra rồi chứ phải tôi nguyên vẹn tôi đứng đây đâu. Lên bờ xuống ruộng luôn. Em bị con kiếm hay giật lên bờ xuống ruộng. Em bị vỏ tấn vác hả? Múc một bụng bùm bỏ vô ba ống chúm lửng. Ở đây người ta kêu là Hà Rầm, người ta kêu là phát ơi, thợ lòi. Em mặc kệ, em vẫn chơi. Tại người ta giật của em. Em ngước mặt lên như con thợ lòi sống vậy đó. Thợ lòi sống vậy đó. Rồi, giật công đi hả? Công đi. Dạ. Quê. Ủa? Trời ơi, hay vậy đó. Trời ơi. Đất nghe. Quá không, hay anh thêm vậy? Thêm có được gì đâu. Quá. Quá trời bộ. Ủa? Hết rồi. Mình đừng có tính ký, mình tính con được không? Nhiều mà. Em bắt nghêu cái này là về mẹ đánh em chứ. Nhớ rồi tắm. Nhà ngày hôm nay mình đói rồi. Đây không có yến đào đâu. Ừ. Mà có cái nuôi gì. Trời ơi, giữa nữa. Giữa nữa. Thương lái cho tôi nghĩ là 2000 đi. Bốn lạng. Bốn lạng thôi. Thắng rồi, khỏi cân nữa. Thôi. Hay vậy. Anh phải thử mới biết được chứ. Đừng có bỏ gì vậy. Trời ơi. Các cha ơi, các cha. Không có nghe nào sống mà hả mỏ hết trơn á. Sao tin tưởng được. Cái nó bị ngợm nó hả mỏ hết đó. Đi. Trời ơi, em lại anh. Thử đi không anh. Thử đi không. Thôi để em tự sợ. Được rồi đó. Trời ơi, sốc kỹ quá. Sao mà nghiệp, sao mà nghiệp người nông dân thì hãy xả tôi. Nông dân chúng tôi đã cực quá rồi. Há miệng nữa. Tôi bán mặt cho đánh bán lưng cho trời rồi. Ủa, nông dân mà cái miệng như vậy hết trơn. Bà con chứ không ai bằng mấy cái miệng này hết trơn. Tối nay tao đàng hoàng tử tế lắm chứ không ai mà vậy á. Rồi, cái gì đây? Trời ơi. Ăn gian tới từng. Trời ơi, gian thương. Năm lạng. Hơn mình đúng lạng. Thôi rồi mình gỡ lại, không sao. Lấy cái rổ dưới gì mà anh ơi. Trời ơi. Trời ơi, rớt nữa nè. Lụm, phát. Ăn gian nó vậy. 1, 2, 3. 2 ký 2. Rồi, con đánh, con đánh. Đây, bên em. Ok, xong rồi, khỏe rồi. Trời ơi, có tình quá. Vợ chồng tôi khổ rồi. Bây giờ tôi hỏi bà con nha. Con cá thợ lòi nào vậy? Trời ơi, 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 tr
Ôi, 1,8 kg hay rồi. Anh kẹo nó đi đâu xuống dưới vậy? Ủa sao giờ còn có nhiêu nè? Ủa? Anh ăn vàng quá anh Trang ơi. 3 kg, rồi 3 kg. Rồi, 3 kg 1. Rồi, bán luôn. Này mà 3 kg 1 bán, ok. Này mà buôn bán chắc thường ra tôi quýnh phù bỏ. Tụi tôi chịu, tụi tôi chịu. Đúng, 3 kg 1. Rồi, 3 kg 1. Chưa trừ ra nữa nè. Ôi, tụi anh, hồi nãy sao rồi. Rồi, như vậy là ở cái trải nghiệm này thì đội chiến thắng là đội... Đất Mũi. Như vậy là chúng ta ngày hôm nay đã đối đại với các bạn quá nhiệt tình. Quá wow. Bằng tạ trái tim. Đúng không? Dạ đúng. Các bạn có vui lòng chưa? Ủa sao vậy trời, mắc gì đối đại vậy? Tự nhiên mắc gì đối đại quá nhiệt tình. Giống như là cái chuyện mà không phải là đương nhiên đối với mình á. Trong khi hả giật lộn tôi muốn chết luôn nè. Đúng rồi. Thôi được rồi. Cảm ơn các bạn. Không, thái độ không được nha. Không được. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Người đã từng gặp nhau tại đây, trong đó có 6 người đã từng gặp nhau tại đây là cực Nam và đã từng gặp nhau tại cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam. Có luôn nha, tay có luôn nha. Từ Tây Đông có là đủ. Trời, người đâu phải ăn được đi vậy đâu. Yeah. Đúng thiệt, nhờ chương trình đó chứ em đi diễn đây là diễn xong rồi lên xe về không có giờ mà được vô đúng đây rồi. Đâu. Cái mũi Cà Mau là mảnh đất cuối cùng nhô ra nằm tận cùng ở phía nam của Tổ quốc. Nó thuộc xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Và đây là cái điểm duy nhất ở trên đất liền người ta có thể vừa ngắm mặt trời mọc ở Biển Đông và lặn ở Biển Tây. Ừ. Đúng rồi, ba bằng giáp biển. Đúng rồi, từ đây, đây. Đúng rồi. Đất Mũi là cái miền rất là thiêng liêng trong cái tâm thức của con người Việt Nam. Và rất là nhiều người ao ước được một lần đến đây trong đời. Và hôm nay rất là vui là chương trình mình đã được đến đây. Yeah. Các bạn có nghe cái câu là nơi đất biết nở, nơi rừng biết đi chưa? Đất biết nở, rừng biết đi. Là mỗi năm đất sẽ lớn ra biển đúng không chị? Sẽ lớn ra, bồi ra, bồi thêm. Thì ở đây có một cái câu rất là hay là mắm đi trước, nước đi sau. Thì là cây mắm là nó sẽ mọc trước và cây nước là nó sẽ theo, cứ mắm và nước xen nhau như vậy. Hàng năm là cái mũi Cà Mau này nó lớn ra biển khoảng chừng 100 mét. Wow. Cho nên là người ta mới gọi là nơi đất biết nở, nơi rừng biết đi. Do đó ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thử thách liên hoàn. Thử thách của chúng ta có tên gọi là vươn mình ra biển lớn. Chúng ta có tổng cộng 3 chặng. Chặng 1, tại đây biểu tượng con tàu mũi Cà Mau. Chặng 2, tại cột mốc GPS 0001. Tại chặng 1 và chặng 2, mỗi đội sẽ cử ra 2 người để chơi với 2 người đội đối thủ. Khi chặng 1 hoàn thành thì thành viên bên chặng 2 mới được thực hiện thử thách. Đội nào hoàn thành trước sẽ nhận địa điểm đến của chặng 3 và được ưu tiên chọn phương tiện di chuyển. Chặng 1, xe lắc và xe chòi chân. Chặng 2, xe cân bằng và ván trượt. Lưu ý, các bạn phải mang phương tiện mình chọn về đến chặng 3.
Khi các thành viên đã có mặt đủ tại chặng 3, chúng tôi sẽ bấm nâng và bảo lưu thời gian của các bạn lại. Dạ rồi, Kiều Anh Tuấn với lại Lâm hiểu chưa ạ? Dạ hiểu, lát phổ biến lại, lát phổ biến lại. Chiến thuật đi mẹ. Đi chọn đi, đi chọn đi. Là một sức một một não đi. Sao? Ủa chọn chưa? Rồi, chọn chưa? Đi em. Ok. Giờ chiến thuật sao không biết chơi gì hết rồi. Cô bấy rồi chiến thuật gì nữa. Ừ. Mình vẫn là chiến thuật vui vẻ vui vẻ. Em Hiếu ơi, em thấy ai là đủ xứng tầm mình chơi với mình ở vòng này Hiếu? Hình như là người đó không có mặt ở đây anh ơi. Không có luôn hả? Hình như là người đó không có mặt ở đây anh ơi. Không có luôn hả? Ôi trời. Bên đây là nhóm chi thức, đây là nhóm lanh lẹ. Nè nè, năm nay sao nhiều? Năm sáu ba sáu. Ba sáu. Thấy chưa? Lanh lẹ, được cái thiệt tình. Đúng. Được cái thiệt tình không không giấu dốt. Ta nhiều khi ta dốt, ta giấu. Giấu dốt. Nhưng còn cái này là không giấu dốt. Chặng một, lần lượt từng người nhảy lò cò theo bàn tay, bàn chân. Chương trình đã vẽ sẵn. Ai nhảy sai, nhảy lại từ đầu. Đội nào hoàn thành trước thì đội mình ở chặng 2 mới được xuất phát. Chặng 2, chương trình sẽ rải các chữ xung quanh khu vực này và đưa ra gợi ý cho các bạn để tìm đáp án. Một người bịt mắt cõng người còn lại và hướng dẫn chỉ đường đến chữ cần lấy. Ở đây tôi không muốn là chẹp chẹp mà tôi muốn là dày. Ok không? Ok anh, còn ở đây thì em không muốn giống vậy mà em muốn dày. Ủa cần chi vậy? Em muốn dày. Ủa cần chi vậy? Ok luôn. Hiếu lại Phát là thông minh. Mình là đẹp trai, duyên dáng. Duyên dáng, sức khỏe. Nói chung thằng con tôi là hên là nó có máu mũi với tôi á, chứ không là tôi cũng đá rồi. Hôm qua nó rồi, nó chia sẻ đội đối thủ nó là ba nói lại cái chú đô tì đó làm gì không ok. Chơi game mà chưa hời hợt. Nó không suy nghĩ thấu đáo cho nên nói mấy câu đó đó. Nhưng mà chắc là đội mình chơi trước rồi. Rõ ràng. Nhưng mà bên đây là Nguyễn Quy cổng anh không nổi. Trời ơi, thử ra. 2, 3. Bị đứa bị đứa đệm. 3, 2, 1, bắt đầu. Kỹ thuật biểu diễn của Phát đâu? Trời ơi! Ông lẹ lên! Lộn cái cuối tiền đình quá! Trời ơi, tiền đình quá, tiền đình quá. Ê! Ê! Chân trái! Chân trái! Chân trái! Chân trái đổi tay! Đổi tay! Đúng rồi, chấp nhận, chấp nhận. Lên! Rip bỏ ô đúng không? Rip phải đi đủ tài chuyện nha. Ủa vậy hả? Ủa, tay, tay phải là cái màu nào? Rồi, tay trái. Rồi, tay phải. Ủa, rồi, hiểu rồi, rồi. Luộn tay lại, ừ, luộn tay lại, luộn tay luôn. Cố lên Rick. Rồi. Cố lên Rick. Có kết quả, có kết quả. Đội học vẫn thắng, đội học vẫn thắng. Trời ơi. Lại chữ nghĩa nữa kìa nó. Ôi, đã không ăn không học rồi. 1, 2, lên. Rồi, coi, coi. Ok chưa? Anh ơi, thở, thở. Ủa vậy hả? Rồi, đi, 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 đi. Đưa nào, đưa nào, 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 nào. Rồi, hạ xuống, lượm. Hạ xuống. Go. Đưa nào nữa, thẳng hay sai? Ủa? Trái, 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 quẹo trái. Rồi, hạ xuống. Đừng coi người ta thấy mình làm gì á.
rồi trái, rồi trái mà thẳng, thẳng, dừng lại. Mình ba chữ hát là lên một hai lên thẳng thẳng rồi trái 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 mà trái trái mà trái rồi thẳng 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 dừng lại thẳng dừng lại rồi. Từ chừng nào mới đây mới được chơi anh? Trời ơi, sao dở vậy? Sao mà nó ngu quá vậy? Trời ơi, ngu từ thằng nô đến thằng con. Hai tay chéo nhau, hai tay chéo nhau, đúng rồi. Trời ơi. Rồi, để dịnh cho, dịnh cho. Đó. Trời ơi. Đó, được chưa? Đội còn lại đã xong, đội còn lại đã xong. Đưa lên nhảy em ơi. Đồng đi. Cái này cái gì? Đi qua ba huyện tỉnh thành phố của cả nước, điểm đầu là Bắc Bó Cao Bằng, điểm cuối là đất mũi Cà Mau. Đi vào thơ ca nhạc họa nhiều nhất, được quyết định thành lập lần đầu năm 1900. Ủa? Đi qua ba huyện tỉnh làm sao? Ủa này đường lên đỉnh Obendia. Thôi khó quá. Ủa? Nó là cái gì? Đi qua 30 tỉnh thành phố của cả nước. Chương trình đi qua 30 tỉnh thành phố của cả nước, điểm đầu là Bắc Bó, điểm cuối là đi vào thơ. Ủa? Đi vào thơ ca hồi nào? Xuống kiếm. Được quyết định thành lập năm 1959, lúc này em chưa đẻ mà sao em biết được. Là bà ngoại, em được nhờ người thân là bà ngoại em hay không? Ờ, gọi điện về bà ngoại đi. Đúng, 1959 là lúc đó em chưa có đẻ. Alo, ngoại hả? Ừ. Dạ. Rồi ngoại tắt máy luôn rồi. Ngoại không biết luôn. Ngoại nói rồi đừng phiền ngoại. Còn đi vào thơ ca là mình điên vô ngõ cụt rồi. Đúng rồi, làm gì biết thơ ca. Với cái gạch đầu hèo đều dòng cuối cùng mới là chí mạng đó. Được quyết định thành lập lần đầu vào tháng 5 năm 1959 nữa. Trời ơi, nói lớn nhưng mà khán giả ngoài kia 900 người mà mọi thứ im lặng. Trời ơi. Không có đường. Không có đường. Nó là con đường. Con đường. Đường thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh rồi, chắc chắn. Hồ Chí Minh. Chắc chắn là em ơi. Ok, chơi. Chơi. Trời ơi, cuộc đua vô cùng ác liệt. Ôi, mẹ bắt đầu rồi. Cuộc đua vô cùng ác liệt. Trời ơi. Trời ơi. 25 kia, tôi là cấp cứu đây. Dễ hiện trường lại. Dễ hiện trường rồi. Quay mất đi. Ủa, được rồi. Sao mà không bánh sao được hay? Chào em. Em ổn quá vậy? Ủa? Anh gì vậy cưng? Em hả? Em Liễu. Anh đi đâu á? À, anh đi ăn sáng, đi ăn sáng cho anh không? Đi anh ơi. À, mỏi quá. Ủa, anh xúc ra luôn. Nani. Ê, cái xe này giống như là nó dán vô cái đít mình đó rồi mình đi. Nó mới đây nè. Vô. Có xe của mấy chú bộ đội nè. Mấy chú ơi, cho mượn. Trời ơi. Trời ơi. Tao lấy xe. Trời ơi. Chạy ra rồi. Rồi rồi. Thuê. Thuê. Bỏ dở, bỏ dở, bỏ dở, dở. Anh, em còn cái này nữa nè anh. Nè, nè, nè. Trong chúng che nó đâu biết ta. Đi tới chỗ đó bao nhiêu la bây giờ trời? Cây số 2000 mấy đó, 2000 mấy cây số. Làm tới Hà Nội rồi thì 2000 mấy cây số. Mỏi chân quá. Ủa nhưng mà chương trình nói là chỉ cần dính lên người thôi mà. Dắt cho lẹ. Ủa? Thôi vậy mình cũng dắt thôi. Mệt quá. Mệt ơi Quy ơi. Mệt nha. Sao kiếp nô mệt như vậy ta? Đi đi, quẹo phải. Quẹo phải. Quẹo 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 quẹo. Trái 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 dừng. Rồi, quẹo trái 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 nhanh đi em ơi. Thẳng thẳng. Phải. Trái. Phải. Trái. Thẳng. Cái gì vậy? Đi nhanh đi đi. Đi. Giờ, giờ giờ đi đi. Ê, giờ 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 nhanh cái đường mà kiếm kiếm giờ. Đi đi, thẳng đi. Đưa, thẳng thẳng thẳng, dừng lại. À, gì vậy? Cái con nô này. Nhanh đi. Đi đi cưng ơi. Sao vậy? Rồi sao mà sao? Đi về đây. Nhanh nhanh nhanh. Thôi không nhanh nhanh được, hết sức rồi. Được rồi. Phải. Phải. Trái. Trái.
Rồi thẳng. Thẳng hay thả? Thẳng thẳng. Thả sao được mà thả? Chưa về tới mà thả. À. Nhanh lên. Nhanh hết sợ rồi. Phải phải. Rồi rồi thả xuống. Lên 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 lên. Ngựa bị chấn thương chân rồi. Ây da. Trời ơi mệt quá. Anh ơi thua non anh ơi. Không có thua non được. Ủa? Xong. Rồi sao nữa? Dạ sao nữa đâu? Thắng. 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 Mai ơi hãy đi nhanh về báo tin cho quân ta được biết. Trời ơi. Đường, 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 đường nè, đường lên đây cho anh. Ừ, ừ, ừ. Đưa vô. Hey. Hey. Chính xác. Wow. Điểm đến chặng 3 là cột mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh, km 2436. Rồi. Chính xác. Trời ơi cái máy kìa. Thôi chạy bộ cho lẹ. Ừ rồi. Quý ơi. Ủa sao em không được đi kia? Nó hư máy rồi. Để đừng lại ta. Lâm ơi. Chạy đi anh. Chạy. Đợi mình tới chưa? Đợi mình tới chưa? Đợi mình chưa tới cũng chứ không à. Mình cố gắng chạy thật nhanh rồi đợi mình chưa tới. Thật ra tụi kia chơi dở quá. Dạ. Dạ hôm nay chúng tôi đã đi phượt xuống cái mũi Cà Mau và đang ở gần gần điểm Tược Nam. Bằng chính phương tiện này chúng tôi là Racing Boy chính hiệu. Tôi mới đậu yên. Đậu chưa? Ông đậu yên mở cho ông đậu rồi. Ông bình thường à, chỉ có cái yên gớt thôi à. Có con ốc nữa. Ừ. Xe rớt ốc rất yên. Ôi gió mát quá à. Wow, tưởng kìa, đền thờ Lạc Long Quân. Là mình đang đi trên đường bờ biển, là bây giờ mình nhảy ra ngoài đó là mình đi qua nước ngoài ha. Ủa? Biển này vẫn là biển Việt Nam mà Hiếu. Sao mà nhảy qua một cái qua nước ngoài mà không ai canh gác hết trơn vậy? Có nước biển thôi chứ không có nước ngoài. Ủa Hiếu, em có nghĩ là đội của mình sẽ thắng không? Nhìn đối thủ là mình biết là mình thắng rồi. Nói gì nữa, bên đây chúng tôi tự tin thua nha. Thiệt luôn á, ca không hay đàn cũng dở được tụi nó đó. Ừ. Làm gì cũng được á. Ôi, một cánh nặng. Đó giờ xe phục vụ mình, thế giờ mình phục vụ lại xe anh. Lý do tại sao chúng ta lại đi như vậy? Ai hành ai đài? Biên tập đài. Con biên tập nó làm hết á. Đứng lại bác nó bởi xuống biển đi. Sao? Hả? Sao? Tại sao nghĩ ra cái trò mà nhân tính như vậy? Sao mà đài ả chúng tôi vậy? Ờ, bây giờ bắt chị mới đi bằng cái này. Đi bằng cái này tới nơi điểm đến đi. Em làm game cho mấy anh chơi thôi bà. Chơi cái gì? Cái này là cái gì? Và thời gian hiệp tính thì phút. Trời ơi trời. Ủa, gì kìa? Biên tập là cha là mẹ. Vậy mấy anh có đi nữa không ạ? Đây, biên tập là cha là mẹ sao giờ? Ủa? Thật sự là tụi kia có chơi không anh em?
Trời ơi, hai cái đứa thì không thể lực. Yếu đuối. Tính ra tụi mình phải gánh còng lưng. Đúng rồi. Mạng miếng hề hước, cổng rồi các kiểu. Trí tuệ nữa. Ừ. Cái gì vậy? Ở ông... đây có sửa xe đạp. Đây là xe mà em đường xa. Ôi ôi, quý quá. Anh coi giùm em cái lớp nha. Ủa mấy anh cũng đi phượt luôn hả? Lớp dạ, là em tin rồi. Cái lớp này là lớp 8. Em bị súc sên rồi. Tôi được không anh? Bà sửa mà. Được. Rồi của anh mỗi người chịu sao? Ủa? Không, em gửi lại chiếc xe, gửi lại chiếc xe. Rồi, em gửi lại chiếc xe nha. Xe em mua cho tới 1 triệu nữa. Anh sửa 1 triệu 6. Lập chạy đi Lập. Lập chạy hả? Chạy đi. Xe. Chạy anh ơi. Má chơi. Rồi. Đứng lại. Bếp nhà trước ơi, Yeah. Chung nhau, chung nhau đi đâu yeah. Ờ, chung. Yeah, giỏi quá. Chung. Hay quá em ơi, hay quá mấy em ơi. Giỏi quá. Anh chơi cái gì vậy? Yếu. Đâu em đi rồi. Trời ơi, lụm mấy cái này sao đi. Em làm xem em quất cái gì vậy? Trời em. Chơi giùm anh kia vậy. Trời em ơi, cô đúng ơi, rồi. Em như thế nào khi mà chạy thiệt là nhiều vậy đây? Tôi đợi đây để gì nửa tiếng rồi đó. Chào mừng các bạn đến với điểm cuối của đường Hồ Chí Minh. Nãy giờ là các bạn đã nhận được rất là nhiều cái thông tin về con đường Hồ Chí Minh rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Có ai còn nhớ gì không ạ? 2436 km. Đi qua 30 tỉnh thành à, từ đầu Cao Bằng đến mũi Cà Mau. Thật ra thì con đường Hồ Chí Minh hiện đại là nó có tới 2 tuyến và tổng chiều dài nó lên tới hơn 3.000 km. Nó có tuyến chính và tuyến phụ. À. Và thật ra một số tuyến thì vẫn còn đang xây dựng hoàn thiện. Dạ. Vì sao gọi nó là đường Hồ Chí Minh? Là bởi vì cái khởi đầu của nó là vào ngày 19 tháng 5 năm 1959 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập một cái tuyến đường vận tải huyết mạch giao thông trong cái giai đoạn thời chiến. Cái điểm mốc đầu tiên của nó, tức là cột mốc điểm số 0 của nó thì là bắt đầu ở Nghệ An. À, 2 ngày 1 đêm đã có đi qua và các bạn có chạy trên một cái tuyến của đường Hồ Chí Minh luôn. Đó là ở Quảng Bình. Quảng Bình cũng là cái địa phương có hệ thống đường Hồ Chí Minh bao gồm cả nhánh đông và nhánh tây dài nhất Việt Nam, có chiều dài là 320 km. Và trở lại với hai cái thử thách ở điểm số 1 là cái mô hình con tàu Cà Mau á, điểm số 2 là cột mốc GPS 0001, thì cả hai đội đều về đây chênh lệch nhưng mà không đáng kể, cho nên chúng tôi quyết định là cái thử thách ở đây mới là cái thử thách quyết định xem là đội nào chiến thắng. Ép á, ép rõ ràng, ép rõ ràng, ép rõ ràng. Chị Thắm ơi, tụi em không đồng ý. Cho dù hơn một giây cũng đúng là hơn. Đúng rồi, một giây đó công sức của anh em tụi em. Đúng. Trời ơi, rất là nhiều. Sao chị nói là không đáng kể? Phải kể chứ, cái đó mồ hôi công sức của tụi em cũng khổ. Thật ra là lúc nãy chỉ có Chris đến trước thôi, còn các thành viên còn lại là đến sau. Mất đội, đội mới tính. Không, miễn sao là tới trước là tới trước. Ban đầu là một đội, bốn người mới tính. Không, 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 không được, không được, không được, không được, không được. Hãy đưa búa điều với lượng lên. Đuổi. Không được, không được. Nếu tại sao không nói từ đầu đi? Nói từ đầu. Nói từ đầu mà. Mấy ông nghệ va chết tại à. Đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Đó thấy chưa? Anh sai rồi. Ai vậy diễn khùng diễn điên vậy? Con nhà ta nè. Có tính cũng hơn được có 2-3 giây. Thôi, bực mình quá, nóng đực quá, có cái gì uống cho hạ quả không? Ừ. Nóng nó... Ủa? Ủa? Có gì? Diễn quý đó đang nóng trong người. Diễn quý liền. Anh hay vậy mà. Bội. Ủa anh dễ thương quá. Nước hòa giải, nước hòa giải. Trời ơi tức quá. Trời ơi tức quá. Đây diễn đây. Đây, lớp manto uống vô hết giận. Giận vô giận như vậy. Vô đi, vô đi, vô đi. 2 3 vô. 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 Ngon á. Ôi, uống xong rồi, tự nhiên mọi hận thù được xí xóa. Thôi sao cũng được, thi đi chị. Đúng rồi. Dựa theo câu, mắm đi trước, đước theo sau. Chúng ta có các khối xốp tượng trưng cho cây mắm và cây đước. Mỗi thành viên của bộ đội sẽ luân phiên lấy một khối mô hình xốp tượng trưng cho cây mắm trước và cây đước. Lần lượt từng bạn phải di chuyển trên những miếng thảm xốp nhỏ để mang khối mô hình xốp đó về cái trụ để gắn vào.
đội nào hoàn thành hai mô hình cây mắm và cây đước trước sẽ chiến thắng. Dạ, hiểu rồi. Và phải nhớ là mắm trước, đước sau. Lưu ý, trong quá trình di chuyển, té chỗ nào, mình xuất phát lại từ chỗ đó. Dạ. 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 Ôi! 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 Anh giật rồi, anh giật rồi. Go, go, go. Lên đây, ủa sao không lên, bên kia lên rồi. Chạy về. Trời ơi. Hiu lắm ơi. Hiu lắm. Con từ đây, đấy, từ đây đâu. Đó rồi. Bỏ đi anh, tiếp 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 anh tiếp. Đi. Giỏi vậy. Anh sắp tới bèo đi. Đây, đây. Rết, rết, rết. Đúng rồi, đừng có bị. Rết đi. Cậu làm lại cho xuống đi. Sắp lại đi, sắp lại đi. Rồi nhảy. Cái gì? Nhảy. Cái gì? Nhảy. Tay tay, đi xuống đây. Vô dụng quá. Đây đây. Để mình chơi không vậy? Rồi lên. Rồi vào đây. Đó. Ôi. Từ từ đó bác. Em búng như cốc nhái vậy. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi bác. Chạy lên bác ơi. Trời ơi Lập ơi, bầu quỳ. Quê gì tôi? Quê anh. Không được. Không được. Không được. Nó ra cái cây rồi. Trời ơi. Trời. Trơn vậy? Trơn thiệt chứ. Nhảy qua, nhảy qua. Trời, em bên rapper nó sợ gì? Qua rapper chứ em có siết đâu. Qua rapper chứ em có siết đâu. Em cái này nè, cái này nè. Mày trả treo anh mày. Mày đó. Mày đó. Mày trả treo anh mày. Rồi rồi rồi, cái kia đúng rồi. Rồi tới tôi. Cái này là cái cục gì? Cái này xanh lên xanh lọt. Ủa? Sao kẹt rồi? Trời ơi. Ủa sao anh thấy anh đi bình thường mà mọi người làm cái gì khó khăn quá vậy? Ủa sao anh thấy anh đi bình thường mà mọi người làm cái gì khó khăn quá vậy? Tại sao? Tại sao? Nè anh Giang ơi. Nghiệp tới liền anh ơi. Bác, anh tin em. Hiểu, hiểu không có kỳ năng. 2, 3, vô. Sắp xếp đúng quá. Trời ơi, trời ơi, bé này. Trời ơi, trời ơi, bé này. Đi bác. Chưa là lòng thống lắm. Chưa là lòng thống lắm. Về đi thức bác. Đây đây. Cái màu này vô nè. Đây. Ha 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 ha
Để đây anh đi cho. Ta nè. Đi em ơi. Rồi đừng làm quay. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đầu thai đi. Đi đi. Nhảy mạnh lên. Ai trời ơi, hiểu lại. Ai trời ơi, cứng vô luôn. Cứng vô luôn. Cứng ngay. Trời ơi. Nhanh lên. Anh lẹ ơi. Tụi tôi. Lên mẹ. Chị sao chị? Mẹ ơi, thử chưa lên. Cho cái này mình phải điềm tĩnh. Đừng có nói gì. Lẹ ơi, lẹ ơi. Đừng có nói lẹ đi. Ai thấy em nè. Ủa? Cái gì vậy? Ôi, anh nãy chưa tới nè. Nè, phải có ba lần. Mẹ ơi, người ta làm xong rồi. Đâu, để coi ba lần anh sao. Trời ơi. Trời ơi. Bác vô ai vậy? Mẹ mẹ xong luôn rồi đó. Gì? Đây em hỗ trợ, em chở cho, em chở cho. Đợi anh. Chuẩn bị. Nè, anh cho ok nè. 1 2 3. Hay quá Tuấn ơi. Ê ba, hay quá Tuấn ơi. Ủa. Ui. Má, em nè, bây giờ sao em nhảy? Lượm lại coi. Cái này làm sao? À, rút ra, rút. Thôi, rút, từ từ ha. Ê! Ủa, sao vậy? Em gầm đi, cách sao vậy? Em muốn gì hả? Em muốn gì vậy? Em từ đầu rồi. Ủa bây giờ người ta về trước, người ta chỉnh lại. Ủa, ủa sao ai giấu cái này của tụi chúng em? Rồi nhảy lên. Ma giấu đó. Nè, cầm tôi cái cây đi. Trời thấp quá. Nè. Còn hiểu này. Wow, đúng em rồi, cười lên nào. We were to a magic. Ủa chưa. Rồi, vô. Vô đi, đám ơi. Con nô tì này. Sắp vô. Chị phải nhanh. Vô. Úp rượu. Vô. Rượu. Lao vô kìa. Ủa sao nhiều vậy? La hoài. Vậy kìa. Cái mày giống gì á? Nhanh lên phát. Rồi. Yeah. Wow, Noel rồi. We will do a magic in my. We will do a magic in my. À, trước khi công bố kết quả thì tôi muốn hỏi đội đất mũi lý do gì mà các bạn đã hoàn thành xong rồi mà các bạn lại tháo ra hết gắn lại ạ? Dạ cho nó đẹp ạ. Dạ đẹp là nó đẹp. Là quan trọng là thẩm mỹ. Giờ ngu mà không đẹp nữa kỳ. Không phải, mình dư thời gian. Dư thời gian. Mình tới trước mà. Đúng rồi, phải mình làm thẩm mỹ thôi. Đúng. Đội đất mũi có hai chuyện sau đây. Thứ nhất là không ai mượn mà các bạn xếp cây thông, trong khi cái trò chơi của chúng ta là cây mắm và cây đước. Đúng rồi. Trời ơi, ép rồi. Ép thôi chị. Chị đâu biết mô hình cái cây mắm với cây đước là y chang cây thông. Rồi. Ở đây người ta không. Ôi anh ơi. Hello. Không giống thiệt. À, không, ở đây là Noel là lấy cái này vô làm cây thông đó. Chị đâu có đây đâu, chị biết được. Bà con liền. Đúng không bà con? Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Không đúng. Rồi, điểm thứ hai. Điểm trừ. Điểm nhấn
của đội Đất Mũi nữa là các bạn đi giấu hai khối xếp hình của đội rồi rồi gia đình thôi ơi chị có lúc nào chương trình bắt đầu mà chị cứ này thấy như thế nào phải tặng cú tuyết đâu này nọ đúng tôi công nhận mấy bạn chiến thắng thì mấy bạn có phục không có phục quá để chị nói là một cái đúng rồi đúng rồi đó cái nào ra cái đó em nói chị sống có trái tim chương trình này là hợp lý luôn hả một xảo tay chị đi đi thật ra là đội Đất Mũi đã hoàn thành các cái khối đó trước khi đội học vấn xếp tới cái khối gần cuối của các bạn á là các bạn vẫn còn loay hoay ở đây đúng rồi đó, thì đội Đất Mũi đã xong rồi hay quá đội bạn lúc phát hiện ra em tâm lý em đi không nổi luôn phát hiện bạo bệnh hay sao mà nói chung á nếu như mà cái sự ăn gian này nó làm thay đổi kết quả tức là trong cái quá trình mà các bạn hoàn tất rồi các bạn không tìm ra hai khối kia thì chúng tôi sẽ công nhận cho đội các bạn đúng rồi nhưng mà đội này đã hoàn thành trước khi các bạn cần tới hai cái khối bị giấu rồi đúng rồi cho nên cho nên em tôi không vô tôi không vô ủa quỳ lại vậy quỳ chịu vậy cái này là thuần phục đó trời ơi dù là ngày buồn hay có ngày nắng nuôi hay mưa dầu có sao đâu anh em mình còn có nhau mặt trẻ màn đêm đêm chỉ có cái tay huy hoàng muốn hát lại cho con trai anh em mình hay một đêm trước tiên thì chúng tôi muốn các bạn chia sẻ về cái cảm nghĩ của mình xuyên suốt hành trình về Đất Mũi của chúng ta ưu tiên khách mời đi dạ thì đây là lần đầu tiên em được đến với Hai Ngày Một Đêm là một cái vinh dự cũng như là một cái sự may mắn rất là lớn đối với diễn viên trẻ như em được đồng hành cùng các anh ngày hôm nay thì có dịp đến với Đất Mũi Cà Mau trải nghiệm này nó rất là gần gũi cùng những cái trò chơi rất là thú vị thì em thấy rất là vui ạ hay quá rồi còn làm em thấy sao Lập? Dạ còn đối với em thì đây là một cái chuyến đi rất là tuyệt vời trên con đường làm nghề của mình. Những gì đến với mình thì nó cũng đều là kỷ niệm cả và kể cả vết thương trên cằm này của em. Em nghĩ đây là một vết sẹo đẹp trên mặt của em để mà đồng hành với chương trình. Người ta sẽ nghĩ là trời đất ơi tham gia game show chi cho sức mẻ bẻ chán chi nhưng mà đối với em đây là những trải nghiệm rất là vui. Nhưng mà vì cái vết sẹo này mà em bị hạn chế của mình quá nhiều. Dạ được thì cho em đồng hành với chương trình trở quay trở lại để cùng tất cả các anh em hoàn thiện bản thân hơn. Mang nhiều những cái tiêu phẩm nhiều hơn. Có phải kiểu mà cứng đơ miệng giống vậy hay. Em thấy là không chỉ là mình đi chơi game show nữa mà mình được đi du lịch nè, mình được đi học hỏi những cái kiến thức mà mình chưa biết được á. Và từ hôm qua đến giờ là em học được rất nhiều và em thấy rất là thú vị bản thân mình. Dạ em cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn anh em rất nhiều. Cá nhân em là em lần đầu tiên được tới Cà Mau. Em hy vọng là ngành du lịch ở Cà Mau cũng sẽ ngày một phát triển hơn. Đúng, dạ cái lòng tự hào rất là nhiều khi mà đặt chân đến cái mảnh đất mà đến rất là nhiều lần rồi nhưng mà lần đầu tiên đến được những cái nơi như thế này và cảm giác tự hào về tất cả những cảnh đẹp và con người và tất cả mọi người Cà Mau ạ. Hôm nay rất là cảm ơn chương trình bởi vì mình được đặt chân tới Cà Mau giống như một cái vùng đất khác vậy, một vùng đất mới so với những cái gì mà em thường thấy. Tự nhiên mình cũng tự hào khi mà mình đã được đặt chân tới cực Bắc và lẫn hôm nay là cực Nam, đất nước Việt Nam. Quá tuyệt vời. Cảm ơn. Em thì đã cho mấy anh em nói rất là hay đẹp rồi. Thì em chỉ mong muốn là chương trình chúng ta sẽ cố gắng duy trì cái phong độ này cũng như là gặp gỡ nhiều khách mời đặc sắc hơn. Mang miếng hài hước, giữ cái hài hơn. Tự nhiên, những gì là sao anh Quy? So sánh mà nghe quý tụi em lỡ vế nhỏ hơn vậy. Nghe em mình không đặc sắc. Ăn ngủ đi đặc biệt, hãy đi đặc biệt. Cảm ơn tất cả bà con, cảm ơn khán giả đã theo dõi Hai Ngày Một Đêm cũng như cảm ơn tất cả anh em ekip đã đồng hành cùng với chương trình và cảm ơn dàn cast và hay quá. Em xin trời ơi, mọi người nói hết rồi, em không biết nói gì mà nói quá trời, nói không để anh Giang nói mà luôn. Lần nào cũng vậy á, lần nào cái câu đầu tiên là mọi người nói hết lời hay đẹp rồi, em không biết nói cái gì mà nói lần tiếng dữ là một tiếng quy. Mà dậm dữ nhất mà dậm mà khách mời buồn luôn đó. Làm sao mà nói để mời khách mời hả? Dậm vô đầu khách mời, dậm vô đầu khách mời. Trời ơi. Và đi tới mỗi chỗ thì có một cái niềm tự hào nữa đó là bà con thương anh em mình vô cùng. Từ hôm qua tới giờ thấy rồi, mấy cô, mấy chú, mấy anh bộ đội hay là tất cả khán giả. Cho nên là cái tình yêu thương đó chúng tôi luôn ghi nhận và mang ơn sâu sắc cho các bạn quý vị. Về kết quả của 5 cái thử thách mà chúng ta trải qua trong hành trình này là đội học vấn, các bạn đã thắng được 3 trên 5 cái thử thách. Và như vậy đội chiến thắng là đội học vấn. Xin chúc mừng các bạn.
Quá dễ đoán, quá dễ đoán. Dễ đoán, lập đội là biết rồi. Chúng tôi rõ ràng. Nghe học vấn là thấy khác liền ha. Đừng đừng ngủ quên chiến thắng. Em đang gái mà anh quá mở rồi, nó kỳ quá. Đúng rồi. Không khiêm nhường gì hết. Không khiêm nhường. Thôi nói chung là thôi, thắng thua không quan trọng. Thì thực lực mình có thực lực thì mình mới buồn chứ không có buồn chi. Anh nó nói vậy ta buồn. Nói chung là anh em mình ở đây thắng thua là không có quan trọng. À. Quan trọng là đội mình thắng, quan trọng là đội mình thắng. Em là đúng rồi. Đó. Ủa? Ủa? Đó. Ủa tôm. Tôm khô. Qua đã. Đũa nước. Có đũa luôn. Đũa giác. Ui. Trời ơi, toàn là đặc sản Cà Mau không? Ờ, mình không có gì hết. Ôi. Ôi, có phước lắm mới được quà vậy đó. Ôi, thật là vô phước. Đội thua các bạn cũng không có trắng tay, đừng lo. Xin mời quà của đội thua. Trời ơi, tính ra mình cũng có phước. Tuy thua nhưng mà vẫn còn phước. Đúng. Ê, ngon nha. Ôi, ngon nha. Vỏ tân má. Ơ, đợi ông, anh đợi ông. Em mê cái này luôn. Mở miếng này. Cái này mới ngon nè bác ơi. Ôi, đây là ba khía. Ba khía. Trời ơi, xuất sắc. Tên của tôi biệt danh anh ba khía. Sống thời ruộng đồng quê hương có giọng sông. Này tưởng dễ nhất không á? Thưa quý vị, đã kết thúc hành trình. Cà Mau là một hành trình rất tự hào. Dạ. Với những điểm đến thiêng liêng của Tổ quốc, với những hành trình mà kết nối yêu thương của các anh chị nghệ sĩ với nhau ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn khách mời rất là dễ thương, rất là năng nổ và rất là hài hước, đó là Đỗ Tấn Phát và Huỳnh Lập. Mong quý vị hãy yêu thương dàn cast như thế nào thì yêu thương hai bạn ấy cũng như thế ấy. Và chúc cho quý vị càng nhiều sức khỏe, gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Xin hãy nhớ, đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Hai Ngày Một Đêm, xem sớm nhất vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Trời ơi. Đẹp vậy. Trời. Mê lắm, phê. Nhưng mà khi anh Huy bước xuống thì chúng ta thấy rằng những sợi tóc đã trở về ban đầu rồi đó ạ. Xì khói kìa. Xì khói rồi.